Vào sáng ngày 24 tháng 8 năm 2021, bìa sách ảnh đầu tay mang tên Kimi no Koto wo Madayoku Shiranai của thành viên STU48 Takino Yumiko đã được tiết lộ. Cuốn sách ảnh này sẽ được phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 bởi nhà xuất bản Kodansha.